Hey, chào anh em, mình là anh đây. Thì hôm nay thì mình ngồi sau thời gian nghiên cứu thì mình rảnh qua bảng Trung Quốc. Thì mình review một số cái hướng tớp cợp lên hiện giờ để mình chuẩn bị cho bản phiên bản Vinagame cập nhật sắp tới. Thì đi thẳng vào chủ đề luôn. Thì hôm nay mình chỉ soi về cái tớp bên server chơi gì, về chỉ số đồ, rồi cách lên đồ, hướng đi của cái tớp ở bên server này như thế nào. Thì ở bên server chung hiện giờ thì là chuyển sinh hai rồi nha mọi người. Thì đầu tiên là mình chỉ coi về yếu thú thôi. Thì top 1 hiện giờ đang là 3,6 triệu. Đồ là đồ vũ khí này là vũ khí này quân hàm hay sao? Qua vũ khí quân hàm. Đồ quân hàm. Bao tay này là bao tay phụ bản. Quần là quần quân hàm. Nhẫn quân hàm như là top server thì top 1 hiện giờ đang đi đồ quân hàm. Chọn là chọn PvE. Đây, top 1 cập bây giờ là đi chọn PvE nha mọi người. Đi thần hữu. Cái này là bàn cổ. Này là thần phạt. Này là bằng trình vạn lý. Cái này là nổ hỏa công tâm. Thì nhiều bạn có hỏi mình khi up cái cuốn nổ hỏa công tâm này lên level cao thì nó có xịn hay không. Thì mình nghĩ là nếu mà cuốn mà hỏi công tâm này up từ level 4 trở lên á, thì xài rất là ok nha. Còn dưới level 4 á, thì up đó, thì xài nó hơi yếu. Còn đây là trận trận này là trận PvE, là trận lưỡng nghi trận tiêu diệt bên server Việt Nam. Thì cấp 12 thì chắc là đang để PvE thôi, chứ có chắc phải top 1 thì phải PvP nữa. Cờm này đang để bản thủ. Ngoài ra thì công suất thương như lực văn cuồng lan là mát nè, tiềm long nè. Đấy, là thiên thư. Bét là xài bét Thái Huyền. Nâng về nâng cơ bản là nâng y chang hết như bên Việt Nam mình. Đấy, cấp tốc, chó, dạy chó, kỹ năng nhanh. Ngoài ra thì mấy cái này bình thường hết. Về nội đơn. Nội đơn thì vẫn 5 slot. Cũng đi cũng giảm ma tái nguyên kích như y chang bên server mình thôi. Về thiên thư đây, về thiên thư đây là top 1 server thì mình đây là top 1 không xài thì quỷ mẫu. Thì bộ này là bộ bộ trọng lăng, đây là con trọng lăng, con này là con gì bên server Việt Nam mình gọi là con gì, để mình qua mình coi một tí, mình đợi một tí. Đó là con phá sơn, rồi yến sinh, dược phong, đó là mấy con đó thôi. Là cái bộ mới của server Việt Nam mới ra, là đây bộ mới, cái này là mít nguyên một bộ mới luôn nha mọi người. Và tổng khí này là cái này ở Việt Nam mình chưa ra. Nói là nó chỉ hồi máu rồi bút 50% cái gì đó thôi. Nói chung là dịch ra bên này là chiến tàu chắc 50% thủ rồi 50% máu rồi cái gì đó thôi. Nó cũng giống gần 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 giống như cái châm. Nó không khác gì đâu. Còn cái này là sau này cái thỉ anh hồn này nâng cấp nuôi riêng cái thỉ anh hồn này, là ông này nuôi cái con phá sơn. Thì cái thỉ phá sơn này á là mình chưa có, mình không biết làm sao, nhưng mà cái thỉ phá sơn này á theo mình đọc á thì khi mà các bạn đánh á thì nó sẽ gây ra cái hiệu ứng đam trên người đối thủ. Khi mà cái bạn kích hoạt hiệu ứng lần hai đó, cái hiệu ứng nó sẽ phát nổ rồi nó gây thêm hiệu ứng mới, nó cộng dồn đam lên nó kiểu như vậy. Đây là top 1. Còn đồ thì đồ quân hàm mình không có gì để nói nha, đồ thì cơ bản là đi như vậy rồi. Mình coi mấy cái đồ ví dụ như bao tay rồi thôi, bao tay thì gọi lấy đồ ốp bình thường, túi thì về sau thì nói chung là top 1 thường thường là đồ của họ là đi đồ quân hàm, phải đồ to lắm mình không có coi được nhiều. Mình coi mấy người tầm top từ top 10 giờ xuống thì mình coi được nhiều hơn. Đây, top 1. Và top coi tầm mấy người top thấp xuống tí nha, top 7 tí xuống đi. Top 7 cờ hiện giờ là 2,4 triệu. Đây, top 7 cờ đây là 2,4 triệu nha. Để đi đồ phụ bản là vũ khí. Đây, cộng 5 kỹ năng hệ, 168 lực tấn công. Áo thì cũng vậy thôi. Bao tay kỹ năng đây, trời bao tay. Rồi cái bao tay đây, để mình chụp lại cái ốp này cho mọi người. Cái bao tay là 20% cơ bản, 3 dòng 20% cơ bản nha. Đây, 3 dòng nha, nhìn nè, 3 dòng 20% cơ bản và 1167 vật công. Đây, bao tay là đồ bộ ốp cơ bản nha, nên cái đồ này là hơn đồ quân hàm rồi. Cái nó thì không có dòng cơ bản. Ám tròn thì có dòng sinh lực này, 11% sinh lực hay là cơ bản trang bị đó mình không có biết. Chung là có được cái bao tay rất là xịn sò, bao tay 3 dòng cơ bản 20%. Gầy tập nhẫn hay không có gì để nói, nhẫn đa số thì bên đây ít rồi. Tinh linh thì Thái Huyền,
Ê, thì này năm cơ bản là giống y chang nhau mà mình ở bên xưa đúng rồi mình coi á đa số là cái top cược đó nha, mình coi là đa số cái top cược á đa số họ không nâng bet, họ chỉ chú trọng vào nâng đồ thôi, tại vì sau này mình không biết tại sao, tại vì cái các bạn nghĩ nha cái 1.50 nè là ở Việt Nam mình hiện giờ là con bet nó chỉ mới có cấp 120 thôi, mình biết sau này nó nâng lên cái gì, nhưng mà do cái này đột phá nó cũng có 1.6 rồi, con bet của mình là 1.3 rồi nha, con bet của mình đã là 1.3 rồi mà có mới có 1.40 rồi, này 1.50 là do nâng mấy cái này hay là con bet nó đột phá lên, nó đột phá càng cao, nó đột phá càng cao nó tăng cái tỷ lệ tốc độ di chuyển và trưởng thành lên hay sao, nên cái này nó sẽ cao hơn mình. Của Việt Nam mình thì mình không biết sao chứ cái này nhiều người đang mát lên rồi nhưng mà nó chưa lên tới nỗi 1.50, mình nghĩ này là do cái bồi dưỡng á, chỗ của tinh linh á đi ngũ hành nó ra đó, là như vậy. Thì nội đơn thì đi như nhau vẫn là phá nguyên kích ba chạm, còn cái hai cái viên này đi như nhau nha, có người thì đi dạy uống, có người thì đi xóa uống, cái này tùy thuộc vào cách chơi của mỗi người thôi. Còn anh hùng thì vẫn là anh hùng quỷ mẫu, nhưng mà mix chung với bộ này, cái con này là con đổi trong số 6 nha mọi người, con quỷ mẫu là con này là hai con đổi, con này là con mới ra chuẩn bị ra nè, là trong đổi trong số 6. Rồi anh hùng này, anh hùng bộ S, mới ra nhất của bên Global thôi. Về tầng khí thì đi cầm cọp này, đi cầm nuôi là nuôi thẻ quỷ mẫu. Đấy, đây là một điển hình cơ bản của một món đồ nhân phẩm, ba dòng 20%, ba dòng cơ bản 20%. Đây, tiếp theo là nãy mình coi tới top 7 rồi, coi top 8 thôi. Đây, top 8 thì đi đồ phụ bản, không đồ quân hàm. Thì coi mình coi chỉ số thôi. Vũ khí là hai dòng vật công, một dòng kỹ năng hệ cộng 3. Đây, áo giáp. Đây mình ra mình gửi cho, mình vừa quay mình vừa gửi cho group hội cọp xem luôn để anh em coi. Đây, áo giáp là ba dòng 20%, còn cái này là sinh lực hay là cái gì đó đó, ba dòng 20% cơ bản là bằng một cái món đồ quân hàm như vậy. Đây 20% sinh lực cơ bản, là nhiều bạn hỏi tại sao up đồ quân hàm, bây giờ biết mình qua bên đây mình làm, mình quay video cho các bạn coi trực tiếp là cái top người ta đi đồ như thế nào, chứ các bạn nhìn các bạn nói không thì nó sẽ coi rất là khó. Đây bao tay thì lấy hai ốp vật công bạo sinh lực, vật công thấp nhất, vật công mạnh nhất thôi. Nói chung là bao tay này được hai dòng đam mát rất là ngon. Nón thì đúng đấy, nón thì ba dòng 20%. Đây bạn coi, đây mình vừa quay video mình vừa chụp mình gửi cho các bạn coi trực tiếp luôn, lúc mình đăng lên các bạn chỉ coi sơ thôi. Giày cái thường cái giày này nè, ốp nó rất là cùi nên các bạn ráng chịu khó farm roll lấy cái dòng sinh lực đó thì nó sẽ lợi hơn. Về trận tiên thư thì vẫn đi BV thôi đó, mình sâu mình nói các bạn rồi, cờ đa số cái cờ top sau này á các bạn lựa chọn giữa tam tài và lưỡng nghi á thì đa số á hầu như là cái cờ top về sau đi tiên thư như nhau. Nên các bạn nhìn đi để trận BV á, đi nhiều lúc á, nó đi để gây đam thôi. Như trận này là trận cược full PV, full gây đam luôn nè, vừa thầm phạt, vừa lăn giếng kim, vừa giá xuống nó map. Mình nói rồi, những cái cuốn thiên thư này là những cuốn thiên thư hai trừ hai cuốn thiên thư ở trên này ra nha, ba cái cuốn này ở dưới này đều có thể mua được nha, đều có thể mua bằng tiền hoặc là nâng cấp ghép lên được, bị đam mê rất là ngon. Đây trong đây có nổ hỏa công tâm nè, nổ công tâm lừa sáu, đa số là cái cược về sau đó thì xài những cuốn thiên thư như nổ hỏa công tâm, thiên thư hồi sinh, bằng trình, bàn cổ và gió xuống nó mát, đa số là như vậy. Dẫn mình sâu cho bạn coi. Về tinh linh thì xài địa tinh, đây bạn nào xài cọp địa tinh thì coi này up luôn, cũng 1.36, 1.2. Về nội đơn thì cũng đây, nội đơn đây là nội đơn đi bộ nội đơn dạy chó, bộ mà mình nói là bộ bộ nó tên ở tiếng Việt là gì ta, đây mình qua coi coi là bộ tinh thần hạ phàm. Đây bộ tinh thần hạ phàm vẫn là chống mùi máu và tá, cái này là nhanh nhẹn. Chạm một máu ở đây là bạn gấp UFO, bạn cho nói chung là giải chón tinh, thì là giải chón tăng thể chất chủ lên gì đó. Ở số như vậy thần khí là đi thần khí tháp nha, đây thần khí tháp đây. Nói chung là cái thần khí cơ bản của cờ của mình cũng nói rồi, thì về sau có đi đa số là cờ đi tháp, đi chuông và đi cái sơn hải đồ như hồi nãy, cái mà cuốn thiên thư hồi nãy ở bên Việt Nam mình nó chưa ra, mình không biết nó dịch là cái gì. Nhưng mà đi cái này như âm tấp một cầm thì đa số là cọp đi như vậy, còn cầm cầm cái cầm thì ít người cầm lắm, ít người sử dụng. Đấy anh hùng là đây anh hùng,
anh hùng này là đặt đây đặt top top 8 server là đi bộ 4 con đa số luôn nha, mình nói luôn tầm top 20 cược là bốn cái thị ở ngoài nè, bốn cái thị ở ngoài đây đa số là đều họ dùng cái bốn cái con mới ra nhất của bảng Việt Nam mình, là bốn con mới ra đây là con Phá Sơn, con Trọng Lăng, con Hạ Phong và con gì đó, nói chung là bốn con. Và cái thị giữa người ta sẽ mix tùy theo sở thích của người ta, là một là quỷ mẫu, hai là cái con mà mới ra trong số 6, ba là bỏ Trọng Lăng vào giữa, bốn là bỏ con này là con Lữ, con này là con gì ta, Thiên Mục Vương, con Thiên Mục Vương hoặc là Lữ Thanh Dương tùy theo bạn đi PvP hay PvE, hoặc là đi con Thương Lực, đúng không, con Thương Lực. Thương Lực thì chỉ mình chơi sâu, hình như đêm qua mình có coi có một số người chơi mà không có nhớ, này mình coi qua hết rồi đấy. Thì tiếp theo mình coi top 8 rồi top 10 nữa không, top 11 nữa. Giờ này họ đang ngon rất là nhiều, đây vẫn đi đồ top 11, vẫn đi đồ PvE đây, dòng vũ khí hai dòng 25%, cái dòng 25% này là chỉ có đồ lam mới có, nhưng mà cái đồ mà đồ thấp nhất đó, cái đồ mà bạn đi quấn quái nó rớt ra ấy thì nó sẽ ra cái đồ này, thì ra cái đồ hai dòng 25% này, chứ không có đồ tím không rớt 25%, đồ tím chỉ mát ốp là 20% thôi nha các bạn. Giáp là 20% hết, đều lấy đa số lấy dòng 100 cơ bản hết. Bao tay thì mình nghĩ chắc cũng vậy thôi, bao tay là hai dòng 25% là lấy được đồ lam ra luôn nha. Cái nón cũng vậy, cái nón trời ơi vãi nồi, cái cộng tác cái ba dòng 20% cơ bản nhưng mà giảm cấp trang bị thì cái dòng này hơi phí, dòng này tí nói chung là cũng xịn xịn sò. Cái quần lấy hai dòng 25% hết đấy, đa số bên các bạn không hạt cọp top silver này ở cấp 12 silver mà người ta đa số là xài đồ lam, người ta lấy ốp đồ lam ta chuyển qua người ta hấp về sau, các bạn đừng có tốn tiền ron. Nếu các bạn ron nó thực sự, nếu đầu tư vào ron đó, các bạn nên ron cho vũ khí thôi, để lấy cộng 5 kỹ năng và hai dòng vật công cơ bản thôi, còn lại thì đồ về sau thì cứ lấy như ốp 25% hết. Đây là cái top hiện giờ người ta chơi, mình chỉ show lại cho các bạn coi thôi đấy. Đây là coi nó có sách mắt cái trứng luôn các bạn coi. Còn trang bị về sau thì đa số là tốc độ di chuyển, hai dây chuyền và cái đai đa số về sau người ta lấy tốc độ di chuyển. Còn về bếp thì bồng lai chắc chắn đi bộ thiên thần hạ phàm rồi đấy, bồng lai chắc chắn phải đi bộ thiên thần hạ phàm rồi, không đi bộ mình chắc chắn coi như bồng lai chỉ có đi bộ thiên thần hạ phàm là mạnh nhất không. Còn quân tái huyền như là mấy con khác thì bạn muốn đi cái gì cũng được, ok. Và thần khí thì sẽ chuông, đây cái chuông, đây cái chuông này thì cược bồng lai chắc chắn sẽ chuông là thuần thủ rồi, người không có nói nhiều. Anh hùng đây, anh hùng là bộ này đây, lúc nào cũng phải có con Trọng Lăng nhìn không. Cái con Trọng Lăng này nha các bạn, để ý nha tại sao mình nói nhiều bạn bắt buộc phải có, tại vì cái con Trọng Lăng này nè là cái con mà hầu như tất cả các hệ phái luôn nha đều biết con này trong bộ, tại vì trong cái trường hợp nào đó bạn sẽ phải lấy con này để bạn để vô giữa. Thì Trọng Lăng nè, con này là bộ ba con ép bình thường với con quỷ mẫu, thì con Trọng Lăng này người ta sẽ thay đổi vị trí cho hai con, bạn cần đam thì bạn lắp quỷ mẫu, còn bạn cần thủ thì bạn lắp Trọng Lăng. Thì đa số ở mình coi server global á, mình không biết EU hay như thế nào, nhưng mà vô bùa là con Trọng Lăng này hầu như là người ta đều có hết đấy, nó là như vậy. Thần khí anh hùng thì như nhau, thì mình coi tiếp xuống dưới top 15, 16 thử coi sao, 1.8 17 19 không on, top 20 đi, 20 không on luôn, mình vào quay top 21 nữa đi, top 21 đây, top 21 là 1.8, bỏ đồ BVE nha mọi người, bỏ đồ BVE. Vũ khí thì 25%, áo giáp cũng vậy, đa số về sau là cái cọc nào mà đi đồ của bản đa số là đều có ớt phần trăm hết nha các bạn, phần trăm cơ bản đó, nên không đây như cái áo này ba dòng nè, áo này ba dòng 20% cơ bản nè. Đây, rồi giày thì đa số không có dòng cơ bản, người ta sẽ lấy dòng sinh lực, cái này là hai dòng sinh lực cơ bản nha các bạn, cái này là ớt sinh lực cơ bản. Quần thì lấy từ đồ lam ra, tại vì á, tại vì mình nói sao, tại vì nếu mà các bạn nhiều lúc các bạn nói á, là đi đồ quân hàm nó lợi, tại vì nó có ốp giảm thương đúng ok rất là lợi thiệt, nhưng mà nếu mà các bạn không đủ điều kiện mới nuôi thì mình nghĩ là khuyên nuôi một món á, thì mình khuyên nuôi cái quần, tại vì cái quần á, cái quần cái ốp của nó để các bạn roll ra thì nó rất là phí, mà để mà nâng đồ quân hàm mà hai món á, thì nuôi nó rất là cực, cho nếu mà silver mới thì nuôi không có gì, còn silver cũ bạn nuôi các bạn bị thọc lực chiến so với người khác rất là nhiều. Nên mình khuyên các bạn là nếu mình nuôi đồ quân hàm mình nuôi 1 đến 2 món thì kích hợp hiệu ứng thôi. Đấy, còn về trận gì đây, đặc cập này là cập trận BB. Thì ở đây có bàn cổ, gai hoa hồng, điện yến thần,
Lâm Chiến Thiên và cái cuốn Phong Vũ Văn Long, cuốn Phong Vũ Văn Long thì Tăng Đam rồi đấy. Thiên Thư mình giới thiệu cơ bản, nhiều bạn cứ suy nghĩ là Thiên Thư slot thứ năm nên lên cái gì đấy, thì mình sẵn mình vừa quay quay với bạn coi, vừa Thiên Thư quay tổng hợp luôn, vừa Thiên Thư vừa Bét vừa Tinh Linh vừa Anh Hùng vừa Thiên Thư luôn đấy. Thế à cọp này, à cọp biểu ngũ không đấy, ngũ không thì không, ngũ không thì đi cái này khác. Ngũ không thì nếu mà đi cái viên này thì nên đi cái viên mà cái viên đi hơn cái viên mà trong cái bộ nội đơn, cái viên mà cung á, cái viên hình cung á thì nó sẽ hợp lý hơn đấy. Anh hùng thì quỷ mẫu xin xin a xin s và một con a, cái này mình tùy theo mọi người biết thôi. Còn nếu mình biết, nếu mà biết quỷ mẫu thì mình biết nguyên xét luôn, tại vì nếu mà bỏ ngay đây cái con mà bỏ con chỗ này là con thương lực, nó thì nó sẽ hợp lý hơn, thương lực hay là gì đó thì nó sẽ hợp lý hơn, nó với cái bộ s hơn. Để đây đi s cho nó đẹp, cái đồ hình nhìn vô cái đẹp hơn. Thần khí là cây cầm nhưng mà đấy là top 21 cờ. Mình coi thấp chút xíu nữa tầm triệu bảy đi, triệu bảy triệu triệu bảy đổ xuống đi, có đây 1,7 triệu, đây 1,7 triệu thì đi đồ quân hàm, đi phương xét quân hàm. Quân hàm này mới 1,9 thôi, chưa lên chỉ sinh đồ quân hàm bây giờ nè. Ví dụ mà nếu mà đi đồ quân hàm thì rất thọt so với mấy cầu khác thì đúng rồi, đồ thì vẫn đồ tím thôi, hai ốp này hai ốp tím vẫn xài ốp 1,9 thôi. Tinh linh thì ngộ không, nội đơn thì đây, đây nội đơn nguồn không thì đi cái nội đơn cái cung này mới hợp lý nè, đi cung này sẽ hợp lý hơn. Đây anh hùng, đây anh hùng đấy, full 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 CS như thế này thấy không, đa số là đều có con trọng lăng hết. Mấy người nào mà đa số cái cược mà đầu tư anh hùng á là lúc nào cũng phải có con trọng lăng mát ở trong này á, con trọng lăng hoặc là con phá sơn hoặc là con hạ phong hay gì đó đều có set này, là set anh hùng của đây. Con này là con gì, con có skill thần phạt đấy, đam thần phạt á, nhưng mà đam như cái cuốn thiên thương thần phạt luôn, hỗ trợ đam PV và đam PVP rất là tốt. Anh hùng thì vẫn nuôi con này tùy theo sở thích của mỗi người thôi, nói chung là mỗi server nó có một cái cách khác chơi, mà mỗi người chơi nó có một cái cách chơi nó đặc biệt hơn. Mình coi xuống tắt thôi một tí tầm 1,5 triệu đi, tầm 1,5 triệu cho mọi người dễ hình dung. Đây đặt cược tầm 1,6 triệu, tầm 1,5 triệu cho xuống thì vũ khí là vũ khí phụ bản, đồ thì vẫn ốp phần trăm bình thường thôi, ốp cơ bản 20% hết, đa số đều xài như nhau hết. Này là hai dòng chân, hai dòng vật công thì quá ngon nên không đổi được rồi đấy. Kính thì nhân phẩm, bét thì thái quyền, đa số là ở cái top hiện giờ thì nó mấy bạn coi này, người ta 1,5 triệu được chiến nha, nhưng mà không non mắt cũng bét luôn, các bạn hiểu rồi, người ta đi si cua thì cũng bét thái quyền. Mình nói thiệt thì thái quyền chỉ đi đi bê thôi, năm năm cho có thôi, ở vô ấy đồ tạng hóa cây chứ còn là việc nắp đồ đơn thì cũng không cần lắm. Thì nếu mà đi cược thì nên đi hai con bét, một 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 con bích đam là ngũ công, một thái huyền, hoặc là con bích thủ thì bồng lai hoặc địa tinh. Còn các bạn nào chơi sồi thì cứ mát con sồi cho nó mau nhanh cập dơ đó, chơi rất là khỏe đấy. Anh hùng thì bụi s bụi mẫu không, mình coi thêm mấy người thấp 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 chút tí như nó dễ coi. Thì mình đem qua một góc mình coi một số người chơi cái bộ anh hùng thì a, bây giờ nếu mà kiếm từng người thì rất là khó. Đồ thì giống nhau đó, đồ đa số là đồ phụ bản thì giống như nhau, chủ yếu là ở cái phần anh hùng. Mình muốn coi anh hùng có một số người chơi đi cái anh hùng rất là hay, mình muốn cho các bạn coi cái phần anh hùng của người ta. Đa số là mình coi là cái tốt là đi cái anh hùng gì để sau này mình up cái anh hùng đó lên lấp lánh, hay là mình nuôi cái anh hùng nó chơi thiệt mạnh nếu để đỡ thọt sau này. Nếu mình thì đang hiện giờ là mình đi con Lữ Thanh Dương mát năm sau, mình chung mình nếu có điều kiện được sau mình sẽ lên lấp lánh luôn. Đâu, lúc nào cũng phải có một con trọng lăng trong đội hình đó ra. Tinh linh bồng lai thì chắc đi bộ thiên thần hạ phàm rồi đó. Nói chung là đa số mình sau cái cục top hiện giờ ở bên bản global đa số là đi đồ phần trăm cơ bản hết rồi, ngồi ra thì đi về hướng á, hướng bét á, đa số là họ không có năng nhiều, tại vì mình không biết là cái đột phá này như thế nào, hoặc là bồi dưỡng con tinh linh này như thế nào. Nhưng mà đa số mình coi á, mấy cái skill này họ nâng thấp hơn mấy server Việt Nam mình, nhưng mà cái tốc độ di chuyển nó rất là cao nha, tốc độ di chuyển á, lại cái trưởng thành nó thấp hơn mình, mà tại sao mình không biết tại sao cái này nó cao lên, hoặc là mình nghĩ là do cái đột phá trong cái phần mà nuôi dưỡng bét á thì nó sẽ nâng cao lên thôi. Nên mình để mình coi thêm. Còn về thần khí thì cơ bản đa số là xài châm, tháp 10 top luôn, chạy chạy nhiều nhất là cái cuốn thần khí mới ra, cái cuốn top 1 cọp đang cầm là cái cuốn này. Đây là cái cuốn
đây là cái cuốn này. Còn mà xếp hạng thứ hai là Tháp, thứ ba là Cầm, thứ bốn là Chu. Hầu như là chỉ có xài bốn cái đó thôi. Cợt mình thấy xung quanh xe qua xe lại chỉ xài bốn cái đó thôi, còn không lại không xài thứ nào khác như vậy, không xài mấy cái loại khác đó thì mình xe qua mình thấy gì thôi. Còn anh hùng thì tùy theo mỗi người chơi họ sẽ có cách mix khác nhau, nên mình nên tùy sở thích khác nhau nên không có nói được. Nói chung là anh hùng là cũng có một cái điểm mạnh điểm yếu khác nhau, còn phụ thuộc vào cái cách chơi của bạn thôi. Còn trận thì đó, bạn thấy mình show ra rõ ràng đây, top một cược không năm trận vẫn đi năm trận BV bình thường. Người ta nếu mà người ta đổi qua trận BVB thì cũng bình thường thôi, người ta đều đi hai trận thì đây trận BV đa số mình show hết 10 người thì hết 8 người đang để BV rồi, có vài người để BVB thôi. Còn BVB thì cứ bàn cổ điểm giáng thần ga hồng cho xung nó mát, hoặc là bằng trình biện lý, hoặc là đinh phong ba kiểu gì thôi, đa số là như vậy. Đây đinh phong ba đây nha, đừng các bạn mình bắt công mình kêu tại sao mình giới thiệu đinh phong ba gì mà tớp rồi người ta sao không xài. Đây đây người ta để dưới đây nè, đây đây người ta để dưới đây nè nha, chứ không phải là không xài nha. Đấy đinh phong ba nâng mát lên đây. Đấy về còn phần kỹ năng, kỹ năng thì mình sẵn ở đây mình show luôn. Thì trong phần kỹ năng của cọp thì mình hôm qua mình có nói trong nhóm á, thì ở phần kỹ năng thường của con cọp là nó sẽ cho thêm một cái skill là phong hổ lưng. Cái này chưa thường nha, này biết kiếm thường nha, cái này là cái này cho ma, cái này cho ma, còn cái này cho tiên. Tiên thì nó sẽ tăng phạm vi của cái phong hổ lưng lên 50% và có xác suất dạng như bắn tới mục tiêu có kiểu như vậy thôi. Nói chung là tăng đa hỗ trợ cho chiêu phong hổ lưng, là cái chiêu mà xây vòng tròn, chiêu xây lửa xung quanh người đó, nó là như vậy ở dạng cọp. Còn mà skill hiếm á, ở bí kíp hiếm á, thì cái chiêu này khi mà gồng lên á, nó boost cho cái chiêu thú vương nộ của cái chiêu mà gồng lên, nó tăng giáp với lại hiệu quả hộ thuẫn thêm 30% luôn. Nói chung là đa số là cặp tiên đều là boost hết, đều là boost và hỗ trợ cho team hết nha. Còn cặp ma thì tăng đam, thì rõ ràng là bữa nào mình có con hạt cầu lông cặp ma thì mình sâu với bí kíp lên kiểu là tăng đam thôi. Các bạn cũng đón trước rồi là tăng bạo kích của chiêu thú vương nộ và gồng lên thôi, đa số là như vậy. Nói chung không có gì để nói nhiều hết về cái con cặp ma, về skill hết, nó chỉ hỗ trợ thôi, không có gì đáng để nói. Còn mà về đồ đạc ở bên đây thì giá cả thị trường khác nhau, mình không có nói gì thêm đấy. Mình đó là mình review sơ về cái top cược hiện giờ đấy, cái hướng đi của người ta và cách lên đồ ở Việt Nam mình sau hiện giờ. Của các bạn nào mà bị suy nghĩ á, đồ hàm và đồ của bản thì mình không có lên vấn đề đó. Bạn nào đủ điều kiện, bởi bạn nào đam mê và thích thì đi, còn đủ điều kiện, đủ sức khỏe, đủ tài chính thì đi, còn bạn nào không đủ thì cứ đồ BV cho khỏe. Còn mà nếu đã lỡ đi đồ quần hàm thì mình khuyên các bạn là nên đi cái nhẫn và cái quần, nên đi cái nhẫn và cái quần thôi, còn lại là đi đồ phụ bản hết cho nó đỡ. Còn mà nếu đã lên rồi thì thôi lên chơi tới cùng, chịu thọt một chút cũng được, chờ server nó bảo hòa rồi mình đi theo người ta. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đây là clip mình làm, mình coi rất lâu rồi, mình cũng cố gắng mình về mình nghiên cứu để mình quay cho các bạn xem đấy, về cái cách hướng chơi của top server hiện tại. Ok, cảm ơn các bạn và chào tạm biệt.